Dạo gần đây tôi thấy Phong Cận có vẻ hơi bị bơ fan rồi đó nha. Không chịu rep comment của fan, cũng không thả tim cho fan gì hết. Mong anh Phong trả lời. Trời ơi, thôi được rồi. Nếu như mấy bạn đã nói như vậy thì video ngày hôm nay của tôi, bất cứ bạn nào comment ở bên dưới, tôi sẽ thả tim hết cho mấy bạn luôn nha. Mấy bạn hãy comment đi, tôi thả tim hết luôn. Ok, được chưa? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một video bắt cua trả lời câu hỏi của những bạn fan ở trong tựa game bất nha. Thì dạo gần đây mình đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của những bạn fan ở trên kênh YouTube của mình. Thật ra là mình cũng có đọc comment của mấy bạn ở nhà chứ không phải là không đâu. Chẳng qua là tại vì là tôi hơi lười thả tim xíu thôi, nên là nếu như bạn nào muốn tôi thả tim á thì comment gì đó vui vui xíu. Ví dụ như là anh Phong đẹp trai quá, anh Phong đẹp trai hơn Kairon, anh Phong đẹp trai nhất Hero Team, anh Phong đẹp trai nhất thế giới, đỡ comment gì đi tôi thả tim liền. Thôi giỡn đây. Thật ra là mình vẫn có đọc rất là nhiều những câu hỏi của những bạn fan ở trên kênh YouTube của mình, và ngày hôm qua mình cũng thấy cũng có rất là nhiều câu hỏi luôn ở trên video mới ở cho nên là ngày hôm nay mình nghĩ rằng là mình nên có một cái video trả lời câu hỏi của mấy bạn, đúng không? Chứ mấy bạn hỏi mình mà mình không trả lời thì nó cũng hơi kỳ đó mấy bạn. Và mình đã ghi ra được tổng cộng ở đây là khoảng 10 câu hỏi các bạn ạ. Và nếu như bạn nào mà muốn mình tiếp tục làm thêm cái series trả lời câu hỏi của những bạn fan thì bạn đừng quên hãy comment câu hỏi của bạn ở bên dưới. Thì biết đâu mấy bạn có câu hỏi hay thì mình sẽ làm video và cho mấy bạn lên trên TV nha. Rồi, chưa gì vô, tôi thấy là map này hơi bị màu sắc rồi các bạn ơi. Xung quanh là toàn là mấy khối xanh đỏ tím vàng luôn nè. Ok, rồi bấm vô cái nút này để bắt đầu trò chơi đúng không? Ok, tôi thấy map này có vẻ cũng khá là dễ, chắc cũng không quá khó để chơi bắt cua đâu. Nhưng mà hình như cái map này là té xuống đất một cái là phải nhảy lại từ đầu hay sao đúng không ta? Ừ, hình như nó không có chỗ lưu điểm hồi sinh mấy bạn ơi. Toan rồi. Một cái người mà gọi là người ta không thể nào tập trung như tôi thì sẽ rất là khó chơi đây. Đó, tôi là tôi, một khi mà tôi làm cái công việc gì các bạn thì tôi chỉ có thể tập trung vào một thứ thôi. Ví dụ như mà tôi mà chơi bắt cua là tôi chỉ có thể tập trung vào bắt cua thôi. Còn nếu như trả lời câu hỏi của bạn mà bắt cua nữa thì tôi nghĩ là tôi sẽ bị té dữ lắm đây, té nhiều luôn á trời. Nên là có té thì anh em cũng đừng có chơi tôi gà nha, tại vì tôi không có tập trung được, xin lỗi bạn. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trả lời câu hỏi của mấy bạn fan nha. Thôi mấy bạn lại bảo tôi là tôi bơ mấy bạn nữa. Rồi, câu hỏi đầu tiên của một bạn có tên là fan cứng Phong Cận 223. Ok, trời, 223 là sinh năm 2003 hả ta? Hay là sao ta? Ok, mà tên là fan cứng Phong Cận luôn nha. Hợp lý em. Ừ, để xem coi. Câu hỏi của bạn này là: anh Phong năm nay bao nhiêu tuổi? Ủa, là fan cứng dữ chưa? Là fan cứng dữ chưa? Đặt tên là fan cứng Phong Cận mà bây giờ vẫn chưa biết là tôi bao nhiêu tuổi nữa, là fan cứng dữ chưa? Ok, thì nói chung là câu hỏi của bạn này tôi nghĩ rằng bạn này chắc là fan mới thôi. Fan mới cho nên là bạn không biết thì tôi cũng sẽ trả lời luôn nha. Đó chính là năm nay thì tôi đã 23 tuổi rồi các bạn ạ. Tôi sinh năm 2001. Ngày xưa nha, tôi thấy là tôi sinh năm 2001 với là tôi nghĩ rằng tôi còn nhỏ lắm nha các bạn. Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ là bản thân của tôi vẫn còn đang rất là nhỏ luôn, tại vì là 2001 là một con số gọi là cũng nói chung là cũng là gọi là thuộc dạng kiểu Gen Z các bạn, cho nên tôi nghĩ rằng là tôi cũng gọi là còn nhỏ tuổi thôi. Nhưng hóa ra năm nay tôi đã 23 tuổi rồi. Bây giờ tự nhiên tôi ra đường á bạn thì có mấy bạn nhỏ, khi mà bạn ấy gặp tôi á mấy bạn ấy toàn gọi tôi bằng chú không à. Tôi nghĩ em đầu là kiểu trời ơi, mới hôm nào mới có 17, 18 tuổi, ra ngoài đường mấy bạn gặp tôi bạn còn gọi tôi bằng anh, mà bây giờ mấy bạn đã gọi tôi bằng chú luôn rồi sao? Bộ nhìn mặt tôi già lắm hả bạn? Có nhiều bạn còn bảo tôi là bởi vì do anh nhộm tóc màu xám nè, cho nên là nhìn anh bị già đi đó. Có mấy bạn bảo tôi như vậy á, thì tôi không biết có phải vậy không, nhưng mà sắp tới là thông báo cho các bạn là sắp tới là tôi chuẩn bị tôi nhộm lại tóc màu đen nha các bạn nha. Tôi sẽ nhộm tóc màu đen đó, hy vọng tôi nhộm lại tóc đen xong nhìn tôi sẽ không bị già nữa. Ok, thì đó, nói chung là câu hỏi đầu tiên của một bạn fan cứng. Cứng ghê ha, cứng ghê. Nói chung là tôi năm nay là tôi 23 tuổi nha các bạn nha. Câu hỏi tiếp theo: anh Phong ơi, năm nay em 15 tuổi, em có ước mơ được trở thành một YouTuber nổi tiếng như anh thì em nên bắt đầu từ đâu? Ok, thì đầu tiên thì cảm ơn em đã gọi anh là YouTuber nổi tiếng nha. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng chưa nổi tiếng lắm đâu các bạn ơi. Mình chỉ gọi là cũng khá nổi ở trong cộng đồng game của mình thôi đó, chứ cũng không có phải là một YouTuber nổi tiếng đâu. Cỡ mà YouTuber nổi tiếng á, là phải nhắc đến chị Mithy nè, anh Chris nè, hoặc là anh Độ Messi nè thì mới gọi là YouTuber nổi tiếng đó. À không, anh Độ Messi là streamer rồi. Ok, nhưng mà câu hỏi của bạn này cũng khá là hay nè. Năm nay em 15 tuổi và ước mơ được trở thành một YouTuber nổi tiếng thì em nên bắt đầu từ đâu? Tôi nghĩ là ở đây cũng có nhiều bạn gọi là muốn làm YouTuber lắm đúng không? Ok, thì đầu tiên nhá, 15 tuổi hả?
15 tuổi thì mình nghĩ rằng là 15 tuổi năm nay thì chắc là mới học lớp 10 nha. Bạn nào đang 15 tuổi bạn comment cho tôi biết một cái đi. Thì anh nghĩ rằng là ở cái độ tuổi như thế này á thì theo đuổi đam mê thì cũng tốt. Tại vì là 15 tuổi là cũng thuộc dạng là lớn rồi đó. Nhưng mà có một cái vấn đề này đó chính là anh nghĩ rằng là em vẫn nên cứ tập trung vào việc học trước em ạ. Tại vì cái gì gì chứ việc học vẫn là cái việc quan trọng nhất nha. Khi mà chúng ta học á thì chúng ta sẽ có được kiến thức. Mà có được kiến thức sau này thì chúng ta sẽ có bằng cấp nó tốt hơn. Đó, chúng ta sẽ ra ngoài xin được việc làm. Và trong lúc mà chúng ta có được một công việc tốt thì chúng ta có thể kiếm được tiền và có thể theo đuổi được cả đam mê của mình nữa, đúng không? Có nghĩa là buổi sáng mình đi làm nè, buổi tối mình có thể về nhà mình quay video, mình làm YouTube cũng được đó. Bây giờ mấy bạn thử nghĩ đi, ba mẹ của chúng ta gọi là đi làm rất là vất vả rồi để có thể kiếm tiền và người ta lo chúng ta đi học, thì tất nhiên ba mẹ vẫn luôn mong muốn rằng chúng ta phải học thật là giỏi, đúng không các bạn? Không ai cấm mấy bạn đi theo đuổi đam mê của bạn hết, nhưng mà việc đầu tiên mình nghĩ rằng là cứ học thật là giỏi trước nha các bạn, kiếm được bằng cấp trước đi. Mình vừa có được bằng cấp tốt nè mà mình vừa có thể gọi là khiến cho ba mẹ mình vui nữa, đúng không? Một công đôi chuyện luôn đó. Thì anh nghĩ rằng là trong thời gian này thì em vẫn cứ gọi là có thể tìm hiểu về YouTube một chút. Ừ thì em vẫn có thể tìm hiểu, nhưng mà gì vẫn cứ chú tâm vào việc học trước nha em. Chú tâm vào việc học trước đi, khi nào mà mình đã tốt nghiệp xong rồi á thì mình theo đuổi đam mê vẫn chưa muộn. Ok rồi, ok. Tôi mới vừa tìm được một cái con map bắt cua khác, cũng là map bắt cua rainbow luôn các bạn đó, map bắt cua cầu vồng á. Ok rồi, thì để xem coi câu hỏi tiếp theo của một bạn nữa. Nếu bây giờ cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì? Ủa sao từ nãy giờ thấy mấy câu hỏi của bạn nghe nó kiểu gọi là dễ thương đáng yêu thế nhờ. ước một cái điều ước thì mình sẽ ước gì hả? Để mình suy nghĩ coi. Nếu như mà mình ở trong cái thời điểm 2018-2019 nha. Rồi xong té xuống rồi. Toàn trời ơi chơi từ đầu luôn. Nếu như mà mình là Phong Cận của thời điểm 2018-2019 á, thì lúc đó thì mình nghĩ rằng là mình sẽ ước mơ mình có thật là nhiều tiền các bạn ạ, đúng không? Tại vì có tiền ai mà chẳng thích, đúng không? Nhất là trong cái thời điểm đó là cái thời điểm mà gia đình mình đang gặp khó khăn nữa. Cho nên là mình nghĩ rằng nếu như mà là mình ở 2018 thì mình sẽ ước là mình sẽ có thật là nhiều tiền. Còn hiện tại bây giờ để nói rằng là nếu mà mình ước mơ về điều gì á thì mình nghĩ rằng là mình sẽ ước rằng là mình có được một cái sức khỏe thật là tốt mấy bạn ạ. Thiệt, mình ước rằng là mình sẽ có một cái sức khỏe thật là tốt. Bởi vì các bạn thử nghĩ đi, tiền á chúng ta sẽ có thể đi làm để kiếm được tiền. Nhưng mà để đi làm thì chúng ta cần gì? Cần sức khỏe, đúng không các bạn? Cần sức khỏe. Nên là nếu bây giờ mà cho mình điều ước á thì mình sẽ ước là mình sẽ có sức khỏe. Tại vì á tiền thì chúng ta có thể đi làm, chúng ta kiếm được tiền, nhưng mà sức khỏe thì rất là khó mấy bạn ạ. Sức khỏe để có thể được một cái sức khỏe tốt rất là khó luôn á. Tôi cũng đang rất là sợ rằng bản thân mình đang trong người của mình nhiều khi giờ mình đang bị bệnh mà mình không biết á. Tôi sợ lắm mấy bạn ạ. Cho nên là sức khỏe rất là kiểu gọi là quan trọng mấy bạn. Nhưng mà nếu mà ước vậy thì nó cũng hơi ích kỷ đó. Thì nếu như mà thật sự mà có điều ước nha, thì tôi nghĩ là tôi sẽ ước là toàn bộ tất cả mọi người trên thế giới này sẽ đều có một cái sức khỏe thật là tốt hết. Ừ, tôi nghĩ là tôi sẽ ước như vậy á. Rồi xong luôn, té nữa rồi. Ê, để tôi bơi lên lại bạn ơi, bị té rồi. Trời ơi, thấy không, anh em thấy không, tôi đã nói mà. Tôi mà vừa chơi bắt cua, tôi vừa trả lời câu hỏi là tôi sẽ không thể nào tôi tập trung được. Thế nào tôi cũng té. Quay trở lại với câu hỏi hồi nãy, thì nếu như mà tôi có một điều ước thì tôi nghĩ là tôi sẽ ước rằng là mọi người trên thế giới này sẽ không có ai bị bệnh tật gì hết các bạn ạ. Tại vì các bạn biết sao không, nếu như bây giờ tôi ước vậy thì tôi sẽ có sức khỏe tốt, ba mẹ của tôi cũng sẽ có sức khỏe tốt, Sammy hay là Kyron hay là Mr. Dịch hay bất cứ ai trong team của tôi, mọi người cũng sẽ đều có một cái sức khỏe tốt, và tất cả những người trên thế giới này sẽ không còn ai sẽ phải gọi là chịu những cái đau đớn của bệnh tật nữa. Trời ơi, té nữa rồi. Té nữa rồi các bạn ơi. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng là tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng sẽ đều có một cái sức khỏe hơi tốt mấy bạn ạ. Đấy, tại sao mình đã có điều ước rồi, mình ước là sẽ thành hiện thực, mà mình ước cho riêng mình làm gì, đúng không bạn? Mình ước cho tất cả mọi người luôn thì nó sẽ gọi là tốt hơn, đúng không? Nếu như câu hỏi tiếp theo, kỷ niệm vui nhất của Phong là gì? À ok, kỷ niệm vui nhất của mình hả? Nếu như mà cái niềm vui nhất của mình từ đó đến giờ á thì đó. Rồi té nữa rồi. Mấy bạn đợi tôi xíu nha, để tôi tập trung tôi nhảy qua cái đoạn này cả. Tôi hơi bực rồi đó, cái đoạn này từ nãy giờ tôi té hơi nhiều rồi đó nha. Trời ơi là trời. Rồi ok, cái đoạn này nè các bạn, để xíu nha, tôi phải qua được cái đoạn này đã. Đoạn này mà tôi mà vừa chơi tôi vừa nói tôi không tập trung được. Ok, nhảy nè. Rồi ok. Kỷ niệm vui nhất của Phong từ trước đến giờ là gì hả? Nếu mà nói về kỷ niệm vui á thì mình có rất là nhiều những kỷ niệm vui luôn các bạn. Từ đó đến giờ á thì mình là một con người sống lúc nào cũng tích cực hết, cho nên mình có rất là nhiều những kỷ niệm vui. Nhưng mà nếu mà nói về kỷ niệm vui nhất của mình thì mình nghĩ rằng là đó là khoảng vào năm 2020. Cái thời điểm đó là cái thời điểm lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, mình tiết kiệm được một cái số tiền rất là lớn, và mình đã mua được cho ba mẹ mình một căn nhà. Ừ, cái thời điểm đó hình như là 2020, lúc đó thì mình có về quê và mình đã gọi là mua cho ba mẹ mình một căn nhà. Thì nếu như bạn nào gọi là
có theo dõi mình từ ngày xưa thì chắc các bạn cũng biết là ngày xưa là gia đình của mình là ở trọ các bạn à. Ấy, mình sống cùng với ba mẹ mình ở trong phòng trọ. Nên là khi mà tôi làm cái công việc YouTube này nè, và tôi đã tiết kiệm được, hình như tôi tiết kiệm trong khoảng 3 năm thì phải. Tôi tiết kiệm được thì tôi nghĩ là tôi sẽ công khai cho các bạn luôn là tôi tiết kiệm được 600 triệu các bạn ạ. Có nghĩa là một năm tôi gọi là để dành được 200 triệu và tôi tiết kiệm được 600 triệu, xong rồi tôi về quê và tôi đã mua cho ba mẹ tôi được một căn nhà. Tôi hề với bạn luôn, cái đó là cái hạnh phúc nhất của tôi luôn á các bạn, cái niềm vui nhất của tôi luôn á, khi mà mình đã có thể gọi là báo hiếu được cho ba mẹ của mình. Ngày xưa á, lúc mà tôi mới mua được cái nhà cho ba tôi á, thề luôn, lúc ba tôi khóc luôn mà các bạn, ba tôi vui lắm các bạn ạ. Tại vì là tôi ở chung với ba mẹ tôi từ nhỏ đến lớn, phải là ba mẹ tôi nuôi tôi chắc là cũng phải 20 mấy năm trời đó. Mà gọi là ngày xưa gia đình khổ, ở trong nhà trọ suốt à. Nhưng mà đến lúc mà tôi đi làm, tôi kiếm được tiền rồi, tôi mua được cái nhà cho ba mẹ tôi rồi, lúc đó ba mẹ tôi vui lắm. Và cái đó cũng là cái niềm vui lớn nhất của tôi từ đó đến giờ luôn, đó chính là có thể mua được cho ba mẹ mình một cái nhà, để ba mẹ tôi có thể có được cái nơi để gọi là tránh nắng tránh mưa đó, một cái nơi ở đàng hoàng hơn đó. Nói chung là niềm vui nhất, không có niềm vui nào vui hơn ngoài cái việc là báo hiếu cho cha mẹ hết rồi. Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo. Linh vật của Phong là cá heo hay là con heo vậy mà sao thấy toàn chân heo ở trong phòng? Trời ơi, bạn này tinh mắt thiệt sự nha. Tính ra tinh mắt gì trong phòng tôi là chắc bạn nào theo dõi tôi cũng biết rồi. Tôi là tôi có một cái sở thích, đó chính là sưu tầm những con gấu bông hình con heo như thế này. Đấy, thấy không? Đấy, những gấu bông hình con heo như thế này. Có cả con heo sầu riêng nữa các bạn. Dễ thương không? Thì nếu như bạn này đặt câu hỏi này buồn cười quá. Nếu như mà bạn hỏi tôi là linh vật của tôi là con heo hay là cá heo á, thì thật sự là linh vật của tôi là cá heo nha các bạn nha. Tại vì là tôi màu xanh dương, mà cá heo thì nó cũng có màu xanh dương, nên là tôi ngày xưa là tôi chọn linh vật của tôi là cá heo đấy. Nhưng mà nếu mà nói rằng là con vật nào mà tôi thấy nó dễ thương nhất thì tôi vẫn thấy là con heo dễ thương nhất nha các bạn nha. Đấy, nên là tôi có lần á, tôi còn nghĩ trong đầu nha, hay là bây giờ mình đổi linh vật đi, mình đổi linh vật từ cá heo mình đổi qua con heo đi, nhưng mà tôi thấy nó cũng hơi mắc cười. Tự nhiên bây giờ Sammy á, là linh vật của Sam là cá mập đúng không, mà tự nhiên mình đổi linh vật của mình qua là con heo á, thì nó không liên quan nhau nữa. Ngày xưa linh vật của mình là cá heo, linh vật của Sammy là cá mập á, thì nó còn liên quan đến nhau đúng không bạn. Nhưng mà tôi còn đang có một cái suy nghĩ như thế này bạn, đó chính là tôi sẽ kết hợp giữa con heo và con cá heo lại với nhau. Có nghĩa là một con heo có cái đầu con heo nhưng mà cái đuôi con cá đó. Mấy bạn tưởng tượng đúng không, mấy bạn tưởng tượng đâu, để tôi cố gắng tôi kiếm cái hình nữa tôi ghép cho bạn xem đó. Con heo có cái đầu con heo và cái đuôi con cá đó, cái kiểu vậy á. Cái gì cũng mắc cười nha. Đó, thì nói chung là linh vật của tôi là cá heo nha các bạn nha, chứ không phải là con heo nha. Con heo chỉ là một cái gọi là con vật mà tôi thấy dễ thương thôi. Ok, còn nếu như bạn nào mà gọi là muốn tôi đổi linh vật thì mấy bạn hãy thử tưởng tượng đi, mấy bạn hãy thử tưởng tượng đi, một con heo màu xanh dương nhìn nó sẽ như thế nào. Nhìn nó không hề dễ thương chút nào hết bạn ạ. Nhìn nó không hề dễ thương chút nào hết. Một con heo màu xanh dương nhìn nó không hề dễ thương chút nào hả? Nhìn nó giống heo tai xanh á, heo bị bệnh. Rồi ok, tiếp theo là câu hỏi của một bạn fan nữa. Ủa, cái câu hỏi này có vẻ liên quan đến idol K-pop nè. Idol K-pop mà Phong thích nhất à, idol K-pop mà Phong thích nhất hả? Thì thật sự là từ đó đến giờ, nếu mà để nói là Phong hâm mộ một người nào đó thì Phong nghĩ là chắc không có đâu bạn. Chắc không có đâu. Mình là mình không thích ai hết trơn á. Mình sống đó giờ kiểu như là mình chỉ thích nghe nhạc thôi, mình chỉ thích nghe nhạc của họ thôi. Ví dụ như là Sơn Tùng MTP, anh Binzy chẳng hạn đó, thì mình thích nghe nhạc của họ thôi, chứ mình cũng không phải là thích hay là fan nữa. Kiểu vậy. Thì nếu như mà nói về idol K-pop thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ có nghe nhạc và có chú ý. Phải, tôi không có dám tôi nhận tôi là fan đâu nha. Tại vì fan các bạn biết không, đã là fan á thì người ta phải biết tên thật của idol của mình nè, người ta phải biết ngày tháng năm sinh nè, biết đủ thứ hết trơn á. Còn tôi là tôi thích nghe nhạc thôi, chứ tôi không phải là fan. Nhưng mà nếu như mà hỏi rằng là tôi thích ai trong gọi là K-pop á, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ thích Lisa. Và một người nữa đó chính là V của BTS à. Dạo này còn thích thêm Jungkook nữa bạn. Tại Jungkook thấy đẹp trai, trời. Dạo này thấy anh Jungkook ra MV á, cội đẹp trai dễ sợ nữa. Nên là cũng hơi thích một xíu. Đây nè, khoe cho bạn luôn. Nếu bạn nào mà không biết thì lần trước có mấy bạn fan tặng cho tôi một cái hình bo cạc của Lisa bạn ạ. À, khá là dễ thương. Lần trước có bạn còn tặng tôi hình của V, BTS với lại Jungkook nữa, nhưng mà tôi để trong thùng quà, tôi để lạc mất tiêu rồi, tôi chưa tìm ra nữa. Đây tôi cố gắng tôi tìm lại, tôi để lên bàn tôi trưng lương cho đẹp. Và câu hỏi tiếp theo là, nếu cho anh 100 tỷ thì anh sẽ làm gì? Đâu 100 tỷ đâu, đưa đây nhanh lên.
Trời ơi, 100 tỷ hả? Nếu mà có 100 tỷ là làm được hơi nhiều chuyện đó nha. Trời ơi, 100 tỷ là mình sẽ có thể gọi là mua được căn biệt thự nè, mua được chiếc xe Lamborghini nè, đó, thực hiện đam mê chạy xe Lamborghini. Ơi, thôi đùa thôi. Nếu bây giờ mà hỏi rằng là có 100 tỷ, mình nghĩ là chắc còn lâu mình mới có 100 tỷ lắm. Nhưng mà nếu như bây giờ mà ông Bụt hiện ra cho mình 100 tỷ nha, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ dùng cái số tiền đó. Đầu tiên thì tất nhiên rằng là mình sẽ phải dùng số tiền đó để mình gọi là mua cho mình một căn nhà, mua cho mình cái xe. Ừ, đó, sau đó thì mua một căn nhà với mua cái xe mình nghĩ cũng có bao nhiêu đâu, chắc tầm tầm 10 tỷ. Ừ, chắc tầm 10 tỷ là hết rồi á. Còn 90 tỷ còn lại làm gì? Khó quá ta. Ừ, câu hỏi này thấy nó hơi khó nha. Kiểu như là 100 tỷ giờ làm gì? Đâu đâu bao giờ thấy 100 tỷ đâu biết. Ừ, chừng nào giờ cầm được 100 tỷ trong tay đi còn biết chứ giờ bạn hỏi tôi. Bạn hỏi tôi là có 100 tỷ làm gì sao biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà có 100 tỷ thì tôi nghĩ là tôi sẽ đi làm từ thiện một nửa bạn ạ. À. Ừ, có thể mấy bạn sẽ bảo là ui sao xạo. Ông này sao xạo. Trời nói vậy thôi chứ đến lúc có 100 tỷ thì giữ một mình xài gì đó, sẽ có nhiều bạn nghĩ vậy đúng không? Cái kiểu sống của mình là kiểu sống kiểu chia sẻ các bạn. Cho nên là nếu như mà có 100 tỷ thì tôi nghĩ là tôi sẽ chích một nửa để tôi đi làm từ thiện. Còn một nửa là 50 tỷ rồi. Trời ơi, 50 tỷ xài đến bao giờ hết đúng không? Trời ơi, còn 50 tỷ thì mình gọi là xài thôi. Ừ, mình mua nhà, mua xe, mình gọi là tiết kiệm, mình làm này kia đó, đầu tư này kia đó, nhiều thứ đó, nói chung là vậy. Ây da, tôi mới tìm được cái con map gì nhìn có vẻ là hơi bị khó này nha. Đây, để tôi vô, tôi thích mấy cái map mà nhìn nó phải kiểu như thế này nè, đó. Mấy cái vòng xoay trên trời vậy nè, đó. Vậy nó mới kích thích, hiểu không? Vậy nó mới khó, hiểu không? Rồi, ok. Hiện tại bây giờ là còn khoảng 3 câu hỏi cuối cùng nữa, ok, thì mình cũng sẽ trả lời luôn cho xong nha các bạn. Ok, rồi té rồi. Ok, đoạn này có vẻ hơi khó nè các bạn, chờ xíu nha, cho tôi bắt cua qua cái đoạn này cái. Rồi ok, xong. Câu hỏi tiếp theo của một bạn fan, nhân vật anime mà Phong thích nhất. Nhân vật anime mà mình thích nhất hả? Từ đó giờ là mình xem anime thì mình gọi là ít xem lắm các bạn. Ừ, mình ít xem lắm. Ngày xưa đi học nha, là bạn bè của mình á, người ta hay xem gọi là Bảy Viên Ngọc Rồng nè, người ta hay xem One Piece nè, người ta hay xem gọi là Yu-Gi-Oh nè, vui trò chơi cái kiểu nè. Nhưng mà ngày xưa tôi làm gì có điện thoại á bạn, các bạn cũng biết mà, ngày xưa tôi làm gì có điện thoại mà để xem. Ê, sao té hoài vậy ta? Từ tôi qua đoạn này cả nhà các bạn nha. Ngày xưa tôi làm gì có điện thoại để mà xem mà, ngày xưa tôi chỉ có đọc truyện tranh thôi. Tôi đọc Doraemon, đọc Xin Cậu Bé Bút Chì. Ủa, Xin Cậu Bé Bút Chì có được coi là anime không ta? Anime hay manga nha? Mà anime với manga nó giống nhau không ta? Manga hình như là truyện tranh, còn anime là phim đúng không? Tôi cũng không rành lắm, cho nên là bạn nào mà gọi là hiểu về cái này các bạn comment cho tôi biết nha. Ok, nhưng mà nếu mà nói về nhân vật anime mà tôi thích á, thì tôi nghĩ là hiện tại thì tôi khá là thích một nhân vật, đó chính là Inosuke. Đó, Inosuke trong Thanh Gươm Diệt Quỷ các bạn. Đây, khoe cho bạn tiếp nè. Trời, tôi có nhiều đồ để khoe cho bạn lắm. Đây. Thấy gì không? Đó, tôi cái đợt mà tôi đi Thái Lan á là tôi có mua cái tượng của Inosuke nè các bạn. Ấy, thì cái lý do mà tôi thích nhân vật này thì đầu tiên các bạn cũng thấy rồi đó, đó chính là nhân vật này là con heo. Ừ, có cái đầu con heo. Không hiểu sao mà nhân vật nào mà dính đến con heo tôi thấy ui, là tôi thấy dễ thương lắm bạn. Tại vì nhìn mặt con heo nó cứ kiểu ngu ngu á. Cho nên tôi thấy dễ thương lắm bạn. Tôi thích nhân vật này thứ nhất là bởi vì là nhân vật này gọi là khá là mạnh. Ừ, trong phim là thấy nhân vật này, trong anime thấy nhân vật này khá là mạnh nha. Thứ hai nữa đó chính là nhân vật này hài nữa. Tôi cực kỳ thích những cái nhân vật nào mà vừa mạnh mà vừa hài các bạn. Ví dụ như trong Naruto thì có thầy Kakashi đi đó. Thầy Kakashi mạnh thiệt mạnh á, nhưng mà coi vẫn rất là hài, có những cái tình huống rất là hài kiểu vậy đó. Nói chung là sở thích của tôi là những nhân vật phải gọi là mim mim bự bự xíu á thì tôi thích á, kiểu vậy. Ok, câu hỏi tiếp theo của một bạn fan nữa, dây chuyền phong cận của anh đâu rồi? Dây chuyền phong cận của tôi à? Dây chuyền phong cận à? Đây, ý bạn là cọng dây chuyền này đúng không? Đây, đây chính là cọng dây chuyền phong cận trong truyền thuyết của tôi hả? À, hình như là cũng lâu lắm rồi tôi chưa có đeo cọng dây chuyền này, cho nên là chắc các bạn thấy gọi là tưởng tôi bán rồi đúng không? Nhưng không, tôi vẫn còn giữ lại làm kỷ niệm các bạn ạ. À, một cái cọng dây chuyền mà ngày xưa lúc mà tôi còn mê kiểu hip hop đồ kiểu bạn, hip hop gang gang đồ kiểu, nên là tôi làm thì sau khi làm xong thì giờ tôi mới thấy là sao ngày xưa mình làm chi thấy tốn tiền quá. Nhưng mà thôi kệ, giờ mình giữ lại làm kỷ niệm các bạn ạ. À, lâu lâu mình đi sự kiện hay gì đó, ví dụ như là mình mặc một cái bộ đồ nó hơi kiểu chất xíu thì mình sẽ có thể đeo được. À, ok. Rồi, và bây giờ đến với câu hỏi cuối cùng, cũng là một câu hỏi mà ngày hôm qua nha, ngày hôm qua nhiều người hỏi tôi lắm luôn á, mà nhiều người còn bảo tôi là hey, anh Phong đã thay đổi rồi, anh Phong không còn như ngày xưa nữa. Trời ơi, đó chính là đây. Có nhiều bạn nhìn thấy video ngày hôm qua của tôi, các bạn thấy trên tay của tôi có cái này, mấy bạn kêu là anh Phong xăm hình. Anh Phong xăm hình. Sao mấy bạn bảo là trời, tại sao anh Phong lại xăm hình, anh Phong khác ngày xưa rồi, thế này kia nọ chơi. Nhưng mà thật ra là cái này không phải là xăm nha bạn, cái này là hình dáng.
Do là ngày hôm trước á, mấy bạn có biết một cái bộ phim đang rất là hot, đó chính là Quật Mộ Trùng Ma, các bạn biết bộ phim đó không? Đó. Thì trong cái phim đó có một cái anh nhân vật chính là anh cũng có cái hình như thế này nè đó. Thì tôi thấy ngầu quá nên là tôi cũng có đang quay cái trend TikTok, cho nên là tôi mua mấy cái hình dán ở trên Shopee về các bạn. Các bạn lên Shopee là các bạn sẽ thấy mấy cái hình dán mà kiểu dán xong rồi qua ngày hôm sau là nó, qua ngày hôm sau hoặc là nửa tháng sau là nó sẽ gọi là biến mất các bạn đó. Thì tôi mua về tôi dán xong bây giờ nó dính luôn rồi. Tôi lâu không được. Không phải là tôi, không phải là tôi muốn để trên tay đâu, nhưng mà tại vì tôi lâu không được. Có nhiều bạn kêu tôi là anh mua cồn về anh bôi lên đi, hoặc là anh mua xăng về anh gọi là rửa đi, nhưng mà ngày hôm qua mình lấy xăng mình chà luôn mà nó cũng không ra được các bạn ạ. À. Nó dính trên tay mình luôn rồi. Ở là trời, chứ không phải là mình xăm hình đâu nha các bạn. Ngày hôm qua có nhiều bạn hơi bị sốc luôn. Có nhiều bạn hơi bị sốc luôn, bảo là trời ơi anh Phong xăm hình kìa. Anh Phong xăm hình kìa. Nhưng thật ra này không phải là xăm nha. Cái này là tôi dán nha các bạn, nghe tôi dán để tôi quay TikTok nha, nhưng mà ai về nó dính luôn rồi. Trời ơi là trời, khổ thiệt sự. Ngày mà cũng may á, hôm bữa gọi là tôi còn tính chơi lớn, tôi tính là dán lên trên mặt để quay cái clip TikTok kiểu gọi là mim mim vui vui, hiểu không? May quá không dán, chứ thôi bây giờ tôi dán cái trên mặt của tôi nguyên cái hình xăm. Trời ơi, cái này là hình dán nha, nha chứ phải hình xăm nha. Rồi ok, nói chung là từ nãy giờ thì tôi cũng đã trả lời xong hết những câu hỏi của bạn, tổng cộng là có 10 câu hỏi nha bạn nha. Tại vì thời lượng video cũng khá là dài rồi cho nên mình sẽ chỉ trả lời 10 câu hỏi thôi. Và nếu như bạn nào mà muốn mình trả lời thêm những câu hỏi nào của bạn nữa thì bạn hãy đừng quên là comment câu hỏi của bạn ở bên dưới nha. Và nhớ nè, mấy bạn hỏi mình á thì bạn nhớ hỏi cho mình những cái câu hỏi đó mà kiểu gọi là nó vui vui xíu, nó có ý nghĩa xíu đó thì mình mới trả lời thôi, chứ bạn đừng có hỏi mình là ừ anh Phong khi nào cưới chị Sam, hay là anh Phong gọi là có cảm thấy mình đẹp trai không hay gì đó. Thôi giỡn đó. Mấy bạn đừng hỏi mình những câu hỏi vô tri nha. Mình chỉ trả lời những câu hỏi nào mà kiểu như là, ví dụ như có các bạn hồi nãy hỏi mình là năm nay 15 tuổi và ước mơ trở thành một YouTuber thì phải làm gì đó. Đó là những câu hỏi mà mình sẽ giải đáp thắc mắc của mấy bạn. Đó thì bạn hãy hỏi những câu hỏi như vậy nha. Chứ đừng có hỏi tôi mấy câu hỏi như là người ta bao giờ anh cưới chị Sam hay là cái này kia nữa. Trời ơi là trời, mấy câu hỏi đó hỏi làm gì với bạn ơi. Nhạt lắm nha, nhớ nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và hy vọng rằng video ngày hôm nay thì mình cũng đã giải đáp được thắc mắc của một số bạn đã đặt ra câu hỏi cho mình. Và nếu như bạn nào có câu hỏi nào khác, đừng quên comment xuống bên dưới nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, see you again, tạm biệt nha. Hello team, hello team.